chiến thắng 2-0 trước Chelsea giúp Manchester United tạo nên chiến tích ấn tượng trong lịch sử câu lạc bộ. Theo đó, đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 87-88 United toàn thắng trước Chelsea trong một mùa giải ở sân chơi cao nhất nước Anh. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa giải 64-65 đội chủ sân Old Trafford thắng Chelsea cả lượt đi và lượt về trong cùng một mùa giải ở sân chơi cao nhất nước Anh mà không để lọt lưới. Anthony Martial cũng cán cột mốc cá nhân ấn tượng khi trở thành cầu thủ đầu tiên của Man United ghi bàn ở 3 lần ra sân liên tiếp ở Premier League trước Chelsea. Anh cũng là người thứ 3 ghi bàn cả trên sân nhà lẫn sân khách của The Blues trong cùng một mùa giải sau thành tích của Wayne Rooney vào mùa 21-22 và Eric Cantona mùa 92-93. Sau 26 vòng đấu, Chelsea vẫn đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 41 điểm, nhưng họ chỉ còn hơn Tottenham đã đứng phía sau đúng 1 điểm. Trong khi đó, Man United có 38 điểm sẽ vị trí thứ 7. Tin vui đã đến với Atletico Madrid vào phút chót khi Diego Costa kịp tái xuất ở trận đấu giữa Liverpool và Atletico Madrid. Diego Costa đã ngồi ngoài từ tháng 11 năm ngoái sau khi trải qua ca phẫu thuật thoát vị đĩa đệm. Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, Diego Simeone xác nhận cầu thủ người Tây Ban Nha gốc Brazil đã được đăng ký cho trận đấu này, cũng là lần đầu tiên xuất hiện của anh sau 3 tháng ngồi ngoài. Theo AS, Atletico Madrid đã để dành Costa nhằm giúp cho chân sút này có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu gặp Liverpool. Trong khoảng thời gian khoác áo Chelsea, Diego Costa từng 4 lần chạm trán với đội Kop trong khuôn khổ Premier League và ghi được 2 bàn thắng. Sự trở lại của tiền đạo 31 tuổi sẽ giúp Diego Simeone có thêm giải pháp cho hàng công khi chỉ còn Alvaro Morata là phương án khả dĩ nhất cho vị trí trung phong. Trong một buổi phỏng vấn với tờ France Football cách đây không lâu, Unai Emery đã đưa những nguyên nhân khiến ông phải khăn gói rời Emirates. Nhà cầm quân này cho rằng mình không nhận được sự ủng hộ của các cầu thủ, đồng thời phải thừa hưởng một đội hình không đủ chất lượng để cạnh tranh các danh hiệu. Không những vậy, Emery còn khẳng định Arsenal đã lao dốc từ trước khi ông đến và tiếp quản ghế nóng. Những phát ngôn của Unai Emery đã khiến huấn luyện viên Arsene Wenger, người từng gắn bó với Arsenal suốt 20 năm rất bức xúc. Trả lời phỏng vấn tại lễ trao giải Laureus rạng sáng nay, chiến lược gia người Pháp đã lên tiếng đáp trả người kế nhiệm của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng Arsenal chưa bao giờ sa sút hay đánh mất đi tham vọng của một đội bóng lớn. Wenger cho rằng là một huấn luyện viên trưởng, người đã phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm cũng như kết quả của đội bóng, thay vì tìm kiếm đủ lý do để đổ lỗi. Một thông tin đang gây rúng động bóng đá Đông Nam Á khi đội tuyển Myanmar bị nghi vấn bán đồ trong trận thua 0-3 trước Kyrgyzstan tại vòng loại World Cup 2022. Trận đấu đó diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm ngoái và hiện có 8 cầu thủ Myanmar đang nằm trong diện tình nghi của cả FIFA lẫn AFC. Thông tin này được đích thân chủ tịch Liên đoàn bóng đá Myanmar Zozo xác nhận. Tuy nhiên, ông đã có những phát biểu nhằm giảm nhẹ vấn đề. Người đứng đầu bóng đá Myanmar cho biết: "Đây là hoạt động bình thường của FIFA khi tỷ số một vài trận đấu có khoảng cách khá lớn. Chúng tôi đã hỗ trợ công cuộc điều tra này. FIFA đã triệu tập 8 cầu thủ Myanmar tình nghi để làm rõ các nghi vấn trong trận đấu đó. Cuộc điều tra đã kết thúc nhưng kết quả chưa được thông báo. Trận thua 0-3 trước Kyrgyzstan cũng khiến huấn luyện viên Miodrag Radulovic bị liên đoàn bóng đá Myanmar sa thải chỉ sau 6 tháng làm việc. Tại bảng F, Myanmar đang đứng thứ tư với 6 điểm sau 5 lượt trận. Chưa được trao cơ hội thi đấu tại đội 1 Raven, nhưng Đoàn Văn Hậu đang là trụ cột tại đội trẻ. Rạng sáng nay, cầu thủ người Việt Nam tiếp tục được đá chính trong vai trò trung vệ khi John Herenveen tiếp đón Venlo trên sân nhà. Đây là trận đấu khá dễ dàng với John Herenveen khi họ chơi lấn lướt Venlo trong phần lớn thời gian thi đấu. Văn Hậu cùng các đồng đội thi đấu chắc chắn và có được chiến thắng 2-0, trong đó cầu thủ người Thái Bình đã ghi dấu ấn ở bàn thắng thứ 2 của đội. Đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, Văn Hậu quan sát nhanh và có được chuyền vượt tuyến chuẩn xác cho Ryan Smith. Cầu thủ này nhận bóng trong tư thế trống trại, dễ dàng hạ gục thủ môn của Venlo để ấn định tỷ số 2-0. Đây cũng là trận thắng thứ 3 liên tiếp của John Herenveen ở giải đấu dành cho các đội trẻ Hà Lan. Hiện tại Văn Hậu và các đồng đội đã vươn lên xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém Groningen 2 điểm nhưng đã ít hơn 2 trận.